Uống nước á? Con uống nhiều nước thế. Nước mắt. Thế sao bé nhiễu hả? Hả? Sao bé nhiễu thế? Hả? Chưa à? Ngu không? Cái này chị ra chứ. Là người sẽ nói.
từ đã, mẹ cười ra đã. Ôi, con gái mẹ buồn ngủ ơi. Em ngủ chưa? Ăn chưa?
Hương.